Em đi về bóng tối khuất lối, chìm dần trong cơn mưa đêm. Nói chung là nay thì mình sẽ nói về update Du Hết Năm trong tháng tới. Thì tại dạo này đang có chuyện ấy nên là cập nhật hơi chậm. Trước hết ấy thì có hai phần. Phần thứ nhất là ở trên web, phần thứ hai là ở trong game. Thì phần đầu tiên chúng ta đến với trong web. Web thì đây là sự kiện 30 tháng 8. Nó sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9. Đối tượng là tất cả bài thủ. Đối tượng áp dụng là tất cả bài thủ. Còn server áp dụng thì mình không rõ là có server mới hay không. Khả năng chắc là không đâu, bởi vì là server mới ít khi nó có sự kiện lắm. Tiếp theo, sự kiện có gì? Thì nó là cách tham gia từ mùng 1 đến 23 giờ mùng 4, hoàn thành nhiệm vụ để nhận dương. Đối với dương siêu nặng tiêu 2000 gem, nhận được mốc nhiệm vụ. Đối với dương Hanazai nè, nạp 20k phần thưởng các dương. Trong khi đấy mình thấy siêu nặng nó ngon vãi chưởng ra mà nó không bắt nạp. Hanazai nó phế vãi ra thì bắt nạp, hảo game. Trước hết đấy thì chắc là mình phóng to này ra cho dễ nhìn nhá. Dương này tức là làm sao? Là nó sẽ đạt mốc server thì nhận ngay giá trị toàn server online 30.000 người. Cái mốc này thì kiểu gì game nó cũng bút bẩn cơ đã. Tiếp theo là tiêu 300.000 gem, cái này khả năng game bút bẩn tiếp. Tiếp theo là tổng nạp thì khả năng cũng bút bẩn luôn. Nói chung là mấy cái sự kiện này con số này không chính xác đâu. Theo mình biết ý, khả năng những cái con số này này nó là không chính xác và nó sẽ không đúng đâu. Khả năng thì giống như hồi Tết nhá. Mình thấy hồi Tết không có một cái sự kiện gì mà vẫn full mốc thì mình cũng đang hỏi chấm là người ta nạp vào game để làm gì. Mặc dù hồi Tết không có sự kiện gì nhá mà nó vẫn full mốc ấy, không hiểu người ta tiêu tài nguyên với lại nạp vào game để làm gì. Nói chung thì khả năng mấy cái mốc sự kiện này này nó là ảo nên là các bạn yên tâm về một cái vấn đề là không làm vẫn có ăn. Các bạn chỉ cần chờ thì tầm chắc là tầm 2 đến 3 ngày nó sẽ đủ mốc cho bạn nhá. Yên tâm kiểu gì nó cũng đủ thôi, không đủ thì kiểu gì nó cũng đủ. Nói chung là kiểu gì các bạn cũng có quà để chơi, bởi vì là một theo mình thấy là nó ảo, hai là do có người âm thầm phía sau bút bẩn nên là kiểu gì cũng được chơi. Thì 30.000 người online thì nhận được vận mệnh, được vận mệnh thì có gì, để coi xem vận mệnh có gì đã. Vận mệnh có quái khói thì ngon, không có có cái lá tà đạo thì ngon. D chiến thuật, D dung hợp, D chi đi, cái này luôn vận mệnh, rút thẻ vận mệnh, dung hợp vận mệnh. Cái này là đủ hơn vượt qua vận mệnh nhá. Cái lá vượt qua, ui tính là có nhiều lá ngon các bạn. Khả năng là có nhiều lá ngon đấy, bởi vì là nó hơn cái lương của vận mệnh ngày trước. Ngày trước thì nó cũng tặng vận mệnh một lần rồi, nhưng mà hồi đấy chỉ là x2 thôi. Còn cái này thì nó khả năng là nhiều hơn và vẫn thiếu bài. Nhìn như vậy là chắc chắn là thiếu bài để combo rồi. Nên là vẫn phải nạp nhá. Còn tiếp nhập hồn siêu ăn đến siêu nặng. Siêu nặng thì khả năng là thiếu bài, bởi vì siêu nặng nó không ít như vậy đâu. Mình nhớ là siêu nặng thì nó tính toàn quái nhá. Toàn quái của nó tầm 60 con. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. Chắc là đủ ấy. Thiếu có con gì nhỉ? Nói chung là siêu nặng để mà chơi ấy, chắc là chơi được. Nhưng mà lối chơi của nó bây giờ thứ nhất là lối chơi xin chôn. Thứ hai là cái lối chơi của nó bây giờ chỉ là tường tường đều đúng không nhỉ? Nó bảo kê trong mộ, bảo kê trong mộ có vẻ ngon, có bảo kê trong mộ thì có vẻ ngon. Tường thì nó chỉ là tường sida thôi, cũng không là tường tròn được. Còn nó có effect bảo kê trong mộ, cái effect này thì có thể đấm mọi cái con kích effect của nó, thì cái effect bảo kê trong mộ bây giờ cũng ngon các bạn. Nó giống các bạn tưởng tượng này này, effect của bọn này này sẽ giống như kiểu của bọn võ thần ý, đơn giản là võ giống võ thần, khó dễ hiểu hơn ý, thì effect của nó giống như Excalibur. Tức là các bạn sẽ cắm Excalibur vào bọn này và bọn này nó sẽ không bị ABCZ, tức là effect quái, effect phép bẫy thì không tác động được bọn này. Nhưng mà để chơi bọn này thì nó cũng rất là khó và chắc chắn các bạn chơi ý, thì phải nạp 50k để chơi. Nếu mà không nạp 50k thì cũng chẳng chơi được, nên là cái deck này cũng chẳng ngon. Thứ nhất là nếu mà không nạp 50k ấy, chắc là các bạn nên được hai con Sinchon nên xong để cho nó đấm các bạn. Sinchon chẳng có tường nữa cơ, không được trang bị các thứ nữa cơ, thì nó cũng chỉ để bọn nó đấm các bạn thôi. Nên là suy cho cùng ý, nếu mà chơi thì bây giờ cứ nhập hồn mà chơi thật. Còn lấy thì có thể lấy để về test thử cũng được. Nói chung là cũng nên lấy, nó mất chỉ cần mất 2.000 gem. 2.000 gem thì các bạn có thể tiêu vào bất kỳ cái mục nào nhá, miễn là cái tài khoản các bạn mất đi 2.000 gem là các bạn được cái chức năng này. Thì cái bọn này thì mình cũng chưa biết chơi, để bữa nào mình nghiên cứu đó. Tiếp theo là đánh giá các bọn này này, có siêu linh kiện bạch kim thì ngon nhá. Bọn này mà các bạn có mua có con siêu linh kiện bạch kim ấy thì chơi bọn này quá ngon luôn thật. Nếu mà mua siêu linh kiện bạch kim rồi thì chơi bọn này quá ngon. Con siêu linh kiện hình như là 100k hay là hình như là 100k của tháng trước ấy. Rồi tiếp theo đến Hanazai. Hanazai thì nói chung là nhiều người biết chơi rồi.
Thứ hai bây giờ nó cũng không quá mạnh, bởi vì effect tường của nó bây giờ cũng dễ phá. Nó cũng không quá mạnh. Xét về giữa Hanazai và nhập hồn, xét về giữa Hanazai và siêu nặng ấy thì siêu nặng ok hơn. Còn Hanazai và siêu nặng thì hai cái deck này này muốn mạnh ấy thì đều phải có tham. Về khả năng mix bài ấy, thì hai cái deck này chẳng mix được cái deck nào. Thật. Về mix ấy, thì chỉ mix trong bộ bài thêm. Nếu mà muốn mix cho hai cái deck này này chỉ có thể mix từ bộ bài thêm. Còn như cả cả hai cái deck củ chuối này này nó đều cấm các bạn dùng phép bẫy. Tức là hầu như hai cái deck này này các bạn sẽ không được dùng mấy cái lá phép bẫy bổ trợ nhiều. Bên cạnh đó thêm từ khóa của nó nữa. Là đánh giá hai cái deck này thứ nhất là vừa khó chơi. Cũng mạnh nhưng mà cũng không ăn thua. Bởi vì bây giờ kiểu nhập hồn OP quá rồi. Bây giờ cho hai cái deck này đi sau ấy cũng chẳng có deck nào ăn được nhập hồn cả. Còn nếu mà đi trước ấy, đi trước thì có khả năng là cầm 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 hòa thôi. Bởi vì nhập hồn thật ra nó vẫn là một cái thế lực. Cho dù nó ăn hand trap, cho dù nó ăn các thứ gì nó cũng không sợ mấy. Nên là nhập hồn nó vẫn ổn hơn. Thứ nhất là nhập hồn kiểu nó dễ, đương nhiên là dễ combo hơn hai deck này rồi. Bên cạnh đó thì nó còn ổn định và ngon hơn ấy. Nhưng mà nếu mà các bạn chán chơi nhập hồn thì có thể chơi hai deck này cũng được. Nên là và hai cái deck này thì hầu như là các bạn chỉ cần mất 20k thôi. Chỉ cần mất 20k và hoặc là 2000 gem để sở hữu thì nó cũng đơn giản. Hai cái này thì còn đâu ấy thì các bạn có thể chơi free vận mệnh, nhưng mà vận mệnh này này nạp tốn lắm các bạn ạ. Bọn này phải mua mix thêm bài nạp tốn lắm, nên là vận mệnh phải nạp thì mới chơi được, còn không nạp thì nó cũng như thế. Không nạp thì cũng chơi được nhưng mà nó hơi sida tí thôi. Rồi tiếp theo là 12 con giáp. 12 con giáp thì nó sẽ có Lancenot. Hay trưởng đời nào còn tặng Lancenot, tặng Linh Quang ngon này, sự kiện 80.000 điểm tặng Linh Quang quá ngon. Cái này là siêu khế ước của cái bọn kia. Chắc này con này siêu gai, con này gai siêu gai a vai trưởng giảm giá siêu gai a. Siêu linh thánh kỵ thì khả năng là mốc bao nhiêu, mốc 100.000 à, mốc 100.000. Nói chung là sự kiện này thì tháng sau biết rồi nên là mình chẳng chẳng quan tâm mấy. Và cái sự kiện này thật ra là mình làm deck thì có tiền để chơi đâu nên là mình không quan tâm. Nói chung là trong này thì có cái con siêu Proxy thì vẫn là 30 triệu hoặc là 15 triệu, siêu linh đinh đông thì là 10 triệu. Nhưng mà nói chung là sự kiện này có Linh Quang ngon nhá. Linh Quang bây giờ ngon các bạn. Có Linh Quang bây giờ chơi được cho nhiều deck ngon. Cái lá này chắc là siêu xào quyệt ác quỷ rồi. Xào quyệt ác ác quỷ gì đấy. Là siêu thánh kỵ. Khi bài lấy một nói thánh kỵ thì bộ bài phép ta tay 6 lần. Con này kỹ năng bộ bài thêm. Khi người chơi đồng hồ đóng băng và phải trưởng. Con này không phải là thánh kỵ lên ngôi. Mà con này đánh cho mọi deck. Tức là cái con siêu linh thánh kỵ này này. Nó chẳng phải là cho thánh kỵ lên ngôi mà nó đánh cho mọi deck, bởi vì kỹ effect là cấm dùng hồn đóng băng, tức là nó sẽ cấm đối thủ khóa tấn công ấy. Con này cũng ok. Giá chắc đâu đó tầm ngót nghe tầm chắc là mốc 2 triệu à? Không phải mốc 2 triệu, con này mốc mốc bao nhiêu? Ủa? Con này ở đâu? Con siêu linh thánh kỵ ở đâu ta? Chắc là cũng đắt bởi vì thì hoặc là con này 50k. Khả năng nha, có hai trường hợp. Một là con này cực đắt. Trường hợp thứ hai là con này 50k. Trường hợp cực đắt ý, thì nó sẽ trong rương. Khả năng thì con này sẽ trong cái rương của mấy cái bọn 12 con giáp này này, trong rương kim mộc thủy hỏa thổ ấy. Thôi bỏ qua đi. Cái này để mùng 1 nó biết quá. Cái này mùng 1 nó biết rồi nên là mình chưa tò mò. Và thật ra cái này làm sao mà mình mơ được nên là mình bỏ qua. Gói cao cấp thì vẫn vậy, cái gói này thôi bỏ qua đi. Bây giờ cái chỗ này nó cũng sida các bạn. Có vài là ngon, cũng có vài là không ngon. Nhưng mà chủ yếu là bài không ngon. Pha lông thì có gì đây? Phượng Hoàng Hủy Diệt, tay ném đinh ba. Tay ném đinh ba là của công nghệ này. Pháp sư Mộc Lửa, vua Pixic, con linh của Pixic à? Nhưng mà bây giờ làm gì có ai có deck Pixic mà lấy con linh làm gì? Rồng Oanh Tạc, lôi đài, tháng này ôi nhiều vậy. Trinity thì trong này cũng khá nhiều bài ngon, chắc là lại mất 500k rồi. Sự kiện Pha Lông thì chắc là để Pha Lông để nói nhé bạn, để Pha Lông thì nói sau. Trong này thì cũng có khá nhiều lá ngon. Chơi hero thì chắc vẫn phải nạp ạ. Nếu mà chơi hero khả năng vẫn nạp. Không nạp thì không ăn thua đâu. Ở chơi hero khả năng thì vẫn phải nạp 500k. Còn hoặc là 200k gì đấy. Còn không thì chơi free thì bây giờ cũng cố gắng đến bài hero thôi. Trong này chắc là bọn hero ngon nhất rồi. Rồi, tiếp theo là sự kiện gì nhỉ? X2 thì dinh nạp tích lũy thì hai này như nhau. Đấy, chọn trước hết là update thì tổng quan lại thì thứ nhất là có sự kiện mừng quốc khánh, thứ hai 12 con giáp, thứ ba là mảnh ghép phá rồng. Còn bây giờ chúng ta đến đến chuyên mục xem bài mới trong game. Thì bài mới nó có gì ta? Để xem thành tựu nhá, xem thành tựu có gì không đã. Thành tựu hầu như là trong này có mấy cái lá OP là thôi chắc là nó không có cập nhật đâu. Thôi bỏ qua cái vụ thành tựu đi. Xem sau phế liệu cho nhá. Sau phế liệu xem có gì không ta?
Sao phế liệu không update gì á? Vãi xưởng vậy. Ô đùa. Sao phế liệu không update gì luôn à? Ngon, đỡ làm mấy cái này là đỡ làm mấy cái lá mạnh vãi xưởng ra. Tiếp theo là thôi, xem trong thư viện nhá. À đâu, xem tích lũy xem có gì nhỉ. Tích lũy khả năng sao phế liệu không có thì tích lũy chẳng có đâu. Bởi vì nếu mà bán bài thì người ta sẽ ưu tiên sao phế liệu hơn ý. Không có rồi. Chắc là sẽ xem di tích của đại. Cái này thì quan tâm cho nông dân. Không cho luôn, mẹ cuộc đời cái thế nhỉ. Tiếp theo xem thần Ura. Hôm trước mình bảo làm video con này nhưng mà mình lười quá chưa làm. Thì nó vẫn thế. Nói chung là chắc là sẽ đi xem bài nó trước. Nguồn thì chắc là sẽ trong sự kiện các bạn. Khả năng là nguồn những lá bài mới sẽ là trong sự kiện nhá. Nên bây giờ sẽ đi coi xem có những cái lá nào mới mới. Chắc là có vài con mình không biết đâu, bởi vì là dạo này mình bận ý. Xong là mình chưa nghiên cứu được mấy con này. Siêu đỏ lem á. Phải ổ. Chưa chưa thì thấy siêu đỏ lem rồi đấy. Khi lên sân nhận được tường chắn quái phép bẫy, chắc là tường tròn. Tường này chắc là tròn nhá. Tường tròn thật ạ. Bỏ qua sát thương đó. Gì đấy. Em ấy được rồi. Nên là chị đi chơi với anh kia đi. Alo. Chị ơi. Tức là em nhờ được rồi, nên là chị đi chơi với anh kia đi. Alo. Chắc được rồi, để thử thử lại mic nhá. Tức là nãy thì đây, con siêu đỏ lem. Khi bài này là trong bộ này và trên tay bộ bài khi phép ta vận mệnh. Vai thưởng. Nói chung là con này quá ngon. Nói chung là con này quá ngon nhá. Con này nói chung là hết nước chấm. Con này quá ngon các bạn. Con này thứ nhất là thủ sân. Con này effect thủ sân, thứ hai gọi bài. Con này chủ yếu là thôi, cái effect này thì thật ra là từ từ nhá, xem khi nào có nguồn thì tính sau các bạn, chứ con này ngon quá rồi, bỏ qua cũng được. Con đấy là kiểu nếu mà chơi hero chắc chắn phải có con này. Chơi chơi vận mệnh ý, chắc chắn là phải có con này. Quá ngon rồi, nên là mình sẽ có mỗi con này mới à. Hết hết bài mới rồi. Sẽ có một con mới nhỉ? Đùa. Chắc là mình chưa rõ đâu. Hình như hiện tại là mình biết cái con siêu đỏ lem thì con này quá ngon rồi. Nhưng mà giá của nó thì mình không biết. Nói chung là effect của nó cho hero thì quá ngon các bạn. Chắc là kiểu bây giờ hero bẻ bẻ cổ Blackpink rồi. À đây, siêu ma điện à. Đây, cái này là siêu hà xào quyệt ác quỷ nhá. Búp DD à? Bài này mang nguyên tắc DD, what the fuck? Tự nhiên nhảy từ khóa khế ước. Tức là con này nó sẽ là bài môi trường của DD đấy. Bằng với DD trong bộ X500. Khi có mặt thì phe ta có từ khóa DD trên sân sẽ nhận được tường chắn quái phép bẫy. Quái lên sân sau khi đặt môi trường mới sận. Nói chung là cái lá này giống môi trường của Tam Quốc thôi. Cái lá này giống môi trường của Tam Quốc và cái lá đồng minh Tôn Lưu của Tam Quốc. Tức là effect của thêm vào đó effect của thuyền cỏ luôn. Tức là cái lá siêu xào quyệt ác quỷ nó có thể bằng là môi trường của Tam Quốc cộng đồng minh Tôn Lưu cộng thuyền cỏ ấy. Effect của con này khả năng như vậy. Và nói chung là con này búp DD thì cháy thật các bạn. Quá cháy. Thứ nhất là búp đam cực mạnh. Búp đam quá mạnh đi chăng nữa. Thứ hai là búp tường thì quá là tuyệt vời. Bên cạnh đó effect là không thể bị vô hiệu nữa. Tức là mấy cái con hand trap như kiểu công chúa đu cu ấy đi hết. Nên là nói chung cái lá này thì nhất định DD chơi chơi DD muốn mạnh thì phải có thôi. Quá mạnh nữa các bạn. Búp tăng tấn công bằng số bài có từ khóa vãi trưởng. Cái này thì bây giờ con DD nó phải tầm 10.000 đam à. Khả năng mấy con DD bây giờ toàn trên 10.000 đam hết các bạn ạ. Khả năng nhá. Bây giờ bọn DD hầu như là trên 10.000 đam. Nó tính cả trong mộ và trong mộ loại bỏ luôn. Vãi trưởng. Mày ảo thật đấy. X300 thua X500 ạ. X500 thì DD bây giờ con nào cũng trên 10 cả đam. Nên là kiểu để mà DD bây giờ đánh nhá. Đánh thì bây giờ có thể là nhập hồn khó đấy, nhập hồn khó đánh DD đấy. Nhưng mà đấy là đi DD đi trước thôi, còn đi sau thì vẫn niệm. Con này nói chung là kiểu môi trường con này thay cho cái lá khế ước của DD ấy. Con này ngon này. Hình như cái lá này là môi trường của DD luôn ấy. Nói chung là con này vừa có từ khóa này, vừa có nói chung là cái lá này chơi DD thì quan tâm nhá. Blackpink cấu trúc giảm số thợ săn siêu vương quốc tôm đây. Cái lá mới thứ hai là siêu đô thị anh hùng. Vãi trưởng. Khi bài này có mặt theta anh hùng nguyên tố quái lên sân nhận được khiên chắn vai trưởng gì lại gì nữa đấy, từ khóa không, từ khóa anh hùng luôn đấy.
Chọn hai lá bài trên sân phe ta, đưa về lại bài trên tay phe ta. Effect này để làm gì nhỉ? Effect đưa bài trên sân về lại trên tay để làm quái gì? Mình chưa nghiên cứu ra nhá. Nó có một cái effect mới là đưa bài trên trên sân về lại trên tay của mình ấy. Mình không hiểu effect này dùng để làm gì. Mà trước hết ý, thì cái effect cái một cái lá siêu đô thị anh hùng này nó có một dòng effect là không thể bị vô hiệu rồi thì quá ngon rồi. Cái lá này cân mọi con handicap luôn. Còn tiếp theo là cái effect siêu chọc trời là búp tường. Siêu chọc trời là búp tường thôi. Còn effect chọc trời 2 là đưa hai lá bài trong mộ về. Chọc trời 3 thì đưa bài về trên tay làm cái mẹ gì nhỉ? Mình chưa hiểu cái effect này đưa bài trên tay. Chọn hai lá bài trên sân người ta tức là đẩy token à? À, khả năng lá này giúp đẩy token các bạn. Khả năng cái lá này là giúp đẩy token thôi. Bởi vì đẩy tức là đẩy bộ ba gây rối, khả năng cái lá này là đẩy bộ ba gây rối về. Chứ bây giờ đẩy quái của mình về chẳng có tác dụng gì nhỉ? Ít con quái có tác dụng liên quan đến môi trường này lắm. Tức là cái lá môi trường này bộ chắc là nó sẽ giúp mình phá token nhá. Từ khóa anh hùng thì cái lá này có thể search lên được. À cũng cũng được. Mà chơi hero tốn lắm các bạn. Chơi hero bây giờ phải có rồng cổ đại thì chơi, không có rồng cổ đại thì khó lắm. Bẫy hình như không có gì mới đúng không? Chắc là đến xem. Muốn chơi hero ấy thì phải có con siêu rồng, ăn nhầm con rồng cổ đại. Mà rồng cổ đại bây giờ các bạn cày thì khó lắm các bạn ạ. Cày con đấy thì miệng nó mơ hồ lắm. Siêu linh kiện bạch kim này, thống lĩnh này, đâu? Siêu thánh kỵ thì con này chỉ là effect vô hiệu hồn đóng băng thôi. Con này tức là khoảng 50k, chắc là theo mình đoán thế, là sẽ vô hiệu cái lá hồn đóng băng. Nên là khả năng cái này chỉ 50k thôi, tầm 50k thôi nhá. Siêu móc câu phẫn nộ, siêu hỏa ngục. Siêu móc câu siêu hoàng ngục của siêu anh hùng ích thập tự, con này thì tháng trước có rồi. Chắc là tháng này nó trong rương 12 con giáp nhá. Khả năng 12 con giáp này sẽ là rương hero các bạn. Khả năng rương nó sẽ là rương hero. Mình thấy chúng nó đăng có mấy con mới mà sao nó ít thế. Có mỗi con à đây siêu đắp cho PR nữa. Con này thì khi mỗi được 3 lần. À tức là vai trưởng lại tôn đa chiều nữa ạ. Đúng má cuộc đời. Cái deck gì đây vậy? Thôi con này trùm game. Nói chung là dùng con này là trùm game nha. Đi trước có con này là trùm game. Mình không biết đâu, mình chưa rõ effect. Nhưng mà kiểu nghe mùi lại còn bốc siêu dung hợp nữa chứ. Mẹ ảo thế. Đúng má. Cái gì đây? Thứ nhất là lấy siêu dung hợp vào tay dù trong bộ bài không có vẫn có thể lấy. Thứ nhất là hack được một cái lá siêu dung hợp này. Effect đầu tiên là hack một lá siêu dung hợp. Effect thứ hai đó là búp khiên chiến đấu, khiên quái, khiên bẫy, khiên phép thuật, điều hành vận mệnh. Tôn đa chiều, chịu nha. Nói chung là con này mà búp được 3 lần. Nó búp được cho 3 con. Mẹ giờ nó búp cho nhập hồn thì cút à? Linh búp B cũng không đẩy được. Tức là giờ phải có trứng ra. Giờ phải có trứng ra hoặc là con Satan gì đấy. Hình như là phải có siêu Satan hoặc là trứng ra thì mới giết được con này. Chứ bây giờ con này búp tường như vậy nó bất tử rồi. Búp như này cả hơn siêu Bắc Âu luôn. Siêu Bắc Âu thì chỉ có tôn đa chiều thôi. Còn con này là búp cho 3 con và nó khiên luôn. Khiên tức là tường tròn các bạn ạ. Khiên nó ngang giá trị tường tròn luôn. Nói chung là để con này mà chết thì nó hơi khó đấy. Con siêu Destropia này để giết nó thì cũng hơi khó nha. Nó búp cho 3 con thì nếu mà nó mix nhập hồn và đi sau tắt game, đi sau làm gì mà chơi được nữa. Nó bút cho nhập hồn cấm triệu hồi thì đi sau chơi bời gì nữa đúng không? Siêu an toàn, siêu móc câu hết rồi đúng không? Thì sơ qua thì sẽ có con siêu siêu thánh kỵ này, siêu vận mệnh này, siêu vận mệnh nữa này. Nói chung là có tầm 5 lá siêu mới à. Thì nói chung là game thì nó cũng khá là cân bằng. Tiền đương nhiên là nạp nhiều thì sẽ mạnh. Nên là chắc là để sự kiện 12 con giáp tháng sau thì nói. Bởi vì bây giờ nó chưa có đủ thông tin ý. Thì đây, trên đây là những cái mới. Thì cái nào mới thì nó sẽ mạnh. Các bạn nghe câu chuyện siêu nhân chưa? Thằng siêu nhân nào nó vừa xuất hiện thằng đấy cũng mạnh luôn. Mà lúc sau bị nép vãi trưởng. Lúc sau nó sẽ bị nép vãi trưởng ra. Nó vẫn thua cái thằng siêu nhân đó thôi. Nên là nói chung bây giờ thì có thể bây giờ nó mạnh. Nhưng mà về sau chắc là sẽ yếu. Khả năng dự đoán thì mấy con hero ấy. Mấy con hero với lại khế ước ấy. Với lại cái là khế ước của DD ấy. Thì nó sẽ trong lương của 12 con giáp. Còn con siêu linh thánh kỵ khả năng là 50k. Khả năng có đến 50k nhé.